Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Có đứa bên này thì phải này. Nãy thì chúng nó sẽ nhau bên này các bạn, đây này, đây này. Hồng sắc của một đứa bên này này anh em ơi. Đây à? Úi dồi ôi, mày canh anh nhà. Mày canh anh nhà em ơi. Ui. Mày canh anh nhà. Ok. Ui, bắn nhau ghê vậy. Từ từ. Thế cái kẹo quần máu phun cái đã nha. Quần máu phun cái đã anh em ơi. Không là thì chúng nó xuống đây là kẹo xanh mộ đấy. Ok các bạn. UMP này bên này sẽ là AN-94 nhá. Trang bị bắn súng các kiểu vào. Ok anh em. Let's go nào các bạn ơi. Phun máu rồi. Làm gì chân này mà cao vậy hả? Ok ok. Úi dồi em ơi. Mà chạy với anh à? Mà chạy đi em ơi. Mà chạy đi em ơi. Cơ lợi của nó MP40 này. Let's go anh em. Ui. Ra ngoài đi em. Ra ngoài đi em ơi. Ra ngoài đi em ơi. Ui đậu xanh này. Ui đậu xanh này. Ghê vậy. Ghê vậy ai chơi hả? Ok mọi người. Vẫn là của người các bạn ơi. Thế hơi gắt rồi. Thế nó lại hơi gắt rồi các bạn ơi. Ủa ơi người đông lắm. Cạo đứng tạm chỗ này nha anh em. Cạo cũng chưa kịp máu. Ui ui. Chưa kịp máu nữa anh em ơi. Đây bây giờ là quấn phun máu nào. Nó thấy mình rồi. Tí nữa vỡ đầu. Gắt thật. Khá là hên anh em ơi. Không là xíu nữa thì kẹo đã vỡ đầu rồi nhé anh em. Làm gì nhau? Qua đây em ơi. Qua đây em ơi làm gì nhau này. Coi chừng vỡ đầu nhé. Anh xấy chú xanh mộ bây giờ. Đậu xanh em ơi. Ok. Lên bảng đếm số luôn nha em. Hello nha em, và như vậy thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ 4 rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Đây rồi, let's go nào mọi người. Hình như là phía dưới cũng có người thì phải này. Căn nhà này hả? Không thấy đâu các bạn ơi. Đấy, lút đồ đại xong rồi anh em ơi. Xuống dưới tậu luôn có xe ở dưới và chúng ta sẽ cùng chạy đi xem bạn nào. Ui. Chạy nhanh các bạn ơi. Chạy nhanh không bom rơi nổ cả xe lẫn người bây giờ. Let's go nào các bạn ơi. Ui dồi ôi. Bom chưa rơi. Ui. Bom đã rơi rồi nha mày. Ui ui. Không sao cả. Ok. Như vậy thì bây giờ kẹo đang an toàn rồi nha các bạn. Xíu nữa là kẹo xanh mộ rồi đấy. Đây coi nào các bạn ơi. Còn lại 25 người chơi nữa này. À, bây giờ thì mình sẽ lên trên cục cánh đồng nha. Trên này thì có khá là nhiều mã nha. Anh em tha hồ mà kiếm thêm kill nha. Let's go các bạn. Đâu rồi người đâu cả rồi này. Nhanh để kẹo quần kiếm mã nào các bạn ơi. Wow. Chưa có thấy ai cả. Đậu xanh các bạn chạy đi đâu hết cả rồi. Sao lại không có ai thế nhỉ? Chẳng nhẽ là cả cái khu cánh đồng to lớn như này mà không có ai cả. Thế thì hơi buồn rồi. À đây. Thằng nào lái xe vậy? Thằng nào vừa lái xe vậy? À đây. Ok, anh đuổi theo chú luôn nhá. Em phải đứng lại em ơi. Chạy nhanh có vậy em. Chạy nhanh có vậy em ơi. Ok đây, từ từ nhá. Anh qua với chú luôn này. Làm gì mà em ơi, ăn nấm à? Xanh mộ này. Lên bảng đếm số luôn nha em. Ăn nấm như vậy thì ngáo quá rồi em ạ. Ok các bạn. Không ngờ là kẻ đã có được số Brink to God. Uầy, đây đây. Nhanh chuẩn bị là chúng ta sẽ qua và lượm thứ nữa nha anh em. Đó, qua lượm thứ nữa nào. Chuẩn bị có thứ mới để chơi rồi. Ngon quá nhỉ các bạn ơi. Uầy, chỉ là một cái thính FVD mà thôi các bạn ơi. Chạy thôi nào anh em.
Ê rồi, coi phía này con nào. UAV nãy thì không có ai này. Đây là cái gì vậy? Một cái bản đồ kho báu à? Kẹo tưởng là có người cơ. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua cái đảo này nha anh em ơi. Đảo kia chắc là đã clear mấy cái đứa ở khu đấy rồi. Thế là qua đảo này, tiếp tục đi săn thêm mạng nào. Có xe, có xe. Có xe anh em ơi, chuẩn bị lại có thêm mạng rồi. Phải chặn đầu xe nó mới được này. Em ơi. Uầy, chạy xe lách ghê nhỉ. Thế kẹo cũng sợ rồi. Đứng lại bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Đứng lại bạn ơi đừng. Kẹo bảo đứng lại cơ mà. Thằng này. Đứng lại cơ mà em ơi. Uầy. Đứng lại cơ mà em ơi. Uầy. Đứng lại cơ mà em ơi. Anh bảo đứng lại mà không có nghe cơ. Thế xanh mộ cho em. Ok anh em. Mạng thứ 6 vô cùng là easy nha mọi người. Đó, kẹo đã lấy được Scar nhá. Có lẽ là kẹo sẽ nên lượm thêm máu nha anh em. Đây, bây giờ là kẹo có 7 túi máu rồi. Let's go các bạn ơi. Mình sẽ chạy qua phía này con nào. 15 người chơi nữa thôi à. Ok ok. Cố tốc một nhé các bạn. Đây, kẹo chạy qua cái phía này. Wow, không còn ai. Buồn quá nhỉ anh em. Mình lận lờ con phía này con nào anh em ơi. Vâng, các bạn ấy cứu nhau khá là nhanh. Thế là bây giờ chỉ còn lại có 13 người chơi nữa mà thôi. Cố top 1 nhé các bạn ơi. Uầy, không còn ai này. Buồn ghê vậy. Vậy thì mình sẽ qua cái đảo chính coi nào. Đây đây, qua cái đảo này luôn này. Let's go. Mình sẽ chạy qua thỉnh 60 độ luôn nha anh em. Qua luôn chứ ngại gì mà không qua hả anh em. Ok ok. Không thấy ai cả. Ui, cô ra này. Đã ghê. Thế thì ngon rồi. Let's go. Và chúng ta sẽ quay trở lại cái khu vực cánh đầu nha các bạn ơi. Đây, lên cánh đầu nó nhỉ. Ngại gì mà không lên. Ui, thằng nào xây xem như vậy. Trên này à. Thằng nào vừa xây xe anh đây. Vừa nghe tiếng nó bắn xe anh em ơi. Hay là bên này à? Ok ok. Chưa thấy nó đâu cả này. Bởi vì là nó chưa giảm thanh các bạn ơi. Nên là kẹo không biết được rõ vị trí của nó cơ. Cứ lợi là còn mấy chỗ đấy con nào. Quan trọng là chúng ta còn nhiều mạng để săn mà. Đây, còn lại tận 10 người chỗ đấy cơ. Wow. Không có ai các bạn ơi. Thế này thì vắng quá rồi. Chắc là mình nên quay lại cái khu lúc nãy. Nó đang đứng ở lưng chừng đồi thì phải anh em ơi. Ok ok. Tưởng gì cơ. Thế thì đơn giản. Chỗ này các bạn ạ. Hey, bạn đâu rồi? Chỗ nào vậy? Không có thấy anh em ơi. Không biết đâu chạy đi đâu rồi ấy. Nhanh quá nhỉ. Được. Xấy xe mình thế thì ghê rồi. Thế mình cũng sợ bạn rồi. Phía trên có một cái UAV này. Ok ok. Lên UAV thôi nào anh em. Lấy xe này lên hơi khó các bạn ạ. Đơn giản cũng để dốc quá. Thôi xong. Mất luôn con xe rồi anh em ơi. Vậy thì chúng ta sẽ đành chạy bộ mà thôi. Ui, UAV không có ai cả này. Thế bắn nổ rồi UAV.
Bay cả, bay cả. Bắn nổ luôn UAV rồi nhé. Thì mới đấy hả? Ui, ở đây. Rơi tại khu dưới này. Có xe này anh em ơi. Có xe này anh em ơi. Ui, có xe này các bạn ơi. Có xe này các bạn ơi. Ui, đang sấy hay, nó chạy mất tiêu rồi à. Đây à. Nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Nó sắp đai rồi mà. Đây này anh em ơi. Đây này anh em ơi. Đây này các bạn ơi. Ok. Lên bảng đếm số luôn nha em. Let's go nào mọi người ơi. Tớ là chơi kẹo mà dễ hả? Ôi ôi, có được thêm mình rồi. Có được thêm mình rồi các bạn ơi. Ok ok đây. Ôi bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Mình đây, đừng. Đừng bắn mình như vậy chứ, mình sợ. Ngồi tạm đây nha anh em. Quấn máu cho full cái đã. Rồi là kill ai thì kill. Ok. Đâu rồi? Mày đâu hả em? Chỗ nào mà tính kêu kẹo cơ? Thôi kệ các bạn ơi. Bo tiếp theo sẽ thu tại đây. Có lẽ là kẹo nên vào trong bo trước nha các bạn. Ở ngoài nhây với mấy bọn này chết dở đấy. À, ngay chỗ có đường. Đường quay này có người đây. Ok đây à? Đây à? Úi dồi đây à? Làm gì vậy? Làm gì vậy em ơi? Mày tính sơi anh nhỉ? Mày tính sơi anh đấy à? Sơi anh đấy à, và xanh mộ cho em. Đậu xanh, thanh niên tính sơi sĩ kẹo và cái giá phải trả. Ok ok các bạn ơi. Đây, kẹo cuốn phun máu cái đã nhá. Sau là qua chúng ta sẽ lượm thêm đạn súng trường. Và chạy thôi. Nếu mà có thêm bông keo nữa thì ngon. Ok các bạn. Đây rồi. Thêm đạn súng trường này anh em ơi. Bông keo này. Ôi gấu ra này. Kẹo vẫn lộn súng cơ. Sorry các bạn. Không biết là mình có lượm quá nhiều đạn súng trường không nhỉ. Thêm bông keo này. Tuyệt vời. Let's go, có xe mà thì ngại gì hả anh em. Đây anh em ơi. Chạy có một xíu thôi à, thì chúng ta sẽ vào được trong mall nhé mọi người. Vào trong này thì vứt xe cho an toàn các bạn ơi. Xe kia nó còn nát nữa rồi mà. Kẹo đang có 8 bom keo này, ok ok. Vâng, và hiện tại thì kẹo chưa thấy ai cả. Ui, bên này à? Xấy nhau ghê vậy hả các bạn ơi? Các bạn xấy nhau ghê quá là mình cũng sợ đấy nhá. Ok ok đây. Qua tạm chỗ này đứng này. Đậu xanh em ơi, ui. Đậu xanh em ơi. Mày chạy à? Tính chất đâu vậy hả em ơi? Thế hơi gắt rồi các bạn ơi. Ok ok đây. Thằng nào vừa đứng xong một keo chỗ này vậy? Làm gì vậy em ơi? Ui. Lên mà điểm số cho em ơi. Mày dựng bóng keo vậy à? Lên mà điểm số nha em ơi. Ok các bạn, và đã xong rồi nha. Ui thằng này cũng có ra cả. Nào qua đây. Đứng tạm đây nha các bạn ơi. Kiểu gì tiếng nó cũng chạy vào mà, nên là ngại gì. Thế mình đứng tạm cho nhá. Đứng luôn trong này cho an toàn này các bạn ơi. Ok ok. Chờ nó chạy vào thôi nha em ơi. Bo đang chuẩn bị là thu lại rồi mà. Chạy vào đi bạn ơi. Kẹo chưa thật đứa nào chạy vào cả anh em ơi. Ok ok đây. Bo vẫn đang thu lại này. Ủa ơi. Nhây vậy. Chưa chạy vào cơ à? Ơ kẹo tờ là hướng S của người cơ mà. What the hell. Hơi ghê anh em ơi. Bo đang thu lại rất là nhỏ rồi nhá. À đây. Phía này có người nha anh em. Ok ok đây. Mình đứng tạm chỗ này quá ổn rồi. Đậu xe này mà chạy à? Đậu xe này mà chạy à? Lên 3 điểm số nha em. Quá là tuyệt vời này các bạn ơi. Ok ok. Mạng cuối nữa là xong nha mọi người. Thế kẹo đứng ở ngoài thôi. Đứng ở ngoài cho an toàn các bạn ơi.
đứng tạm đây nhé anh em. Ok rồi này các bạn ơi, chờ bo thu thôi nhỉ. Đây còn vài giây nữa thì bo sẽ thu lại thôi mà anh em, sắp top 1 rồi anh em ơi. Mỗi tội giáp hơi nát là kẹo hơi lo tí nhưng mà không sao. Ok, thật quá đâu, thật quá đâu, 10 kill rồi anh em ơi. À đây. Úi dồi ơi đây à, làm gì nhau. Úi dồi ơi đây à, yes, nhân giống tuổi gì em. Tuyệt vời. Ăn thế nào được ngộ không hả em ơi? Ăn thế nào được ngộ không hả em ơi? Biến thành bụi cây ăn mừng này các bạn ơi. Yes. Như vậy là trận này kẹo đã được top 1 với 11 kill nha anh em. Quá ổn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.